Bên đây cũng còn miếng bự quá trời bự nè, có cái cổng sao luôn. Đêm ha. Em nghe nói là cái miếng này lúc trước cũng là nằm trong một phần đất của bên đây cắt ra. Miếng này luôn nè. Mưa đi lẹ đi cô. Trời đang mưa nên thôi em sẽ đi nhanh nha quý anh chị. Hiện tại thì Ngọc và anh Phi đang có mặt tại cái con hẻm 90 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hẻm này thì hẻm ô tô, như quý anh chị mình thấy chiếc ô tô trước mặt nè, quay đầu là vô tư luôn, đậu hai ba chiếc, ba bốn chiếc song song là thoải mái ha. Thì từ cái vị trí của cái căn nhà vườn ngày hôm nay đó, cách ra cái chỗ mà cái sân đó là sân tennis hả anh Phi? Sân tennis và Sân hồ tennis bơi, và mà hồ hồ bơi bơi giờ dẹp rồi. đó thì là sát bên luôn nè, ngay cái chỗ đó đó quý anh chị. Anh Phi zoom lên giùm em Rồi cái rồi, ok. đúng không, thì từ cái chỗ đó đi vô đây à, ngay cái thì em cũng nói rõ luôn, từ cái chỗ mà cái sân tennis đó, đi ra ngoài đầu đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hẻm 90 đó là tầm khoảng chừng 150 m, rồi đi vô trong đây là cái căn nhà của mình hả quý anh chị. Không, căn nhà ở đây lần đầu tiên em quay căn nhà mà em với anh Phi phải tránh ra bên con, mà em với anh Phi phải nhức đầu với cái vụ diện tích, tại vì một cái miếng đất lớn rồi cắt ra cho anh em mỗi người một mảnh đó, rồi bây giờ nó còn có miếng đất tổng đó. Em nói cơ bản nghe anh Phi, quay ngược lại giùm em đi cái đường đi vô cái cổng của mình nè quý anh chị, tại vì bây giờ nó hơi lu bu phần diện tích nên em phải đi rõ chi tiết. Này cái cửa đi vô, thì cái cửa của mình đi vô xe ô tô đi vô là vô tư, và ở đây nè từ cái mí hàng rào của cái tường này nè, mình đi dài qua giáp với cái tường ở phía trước mặt nè là tầm 15 m, 15 m đi thẳng vô đây là nói chung là mình đã gào hết trơn mấy cái ganh góc hết trơn rồi quý anh chị. Đi thẳng vô đây là nở hậu ra 18 m, cái bụng nở hậu ra nè, thì từ cái mí của cái tường đó đó đi dài ra đây là 12 m, là chạy dài vô 25 là sẽ có 300 thổ cư, phần 300 thổ cư, còn có nguyên một cái khu còn lại như quý anh chị mình thấy nè, cái phần này là sẽ là phần đất vườn, thì chủ nhà họ bán họ chỉ tính cái phần đất thổ cư thôi, còn cái phần đất vườn còn lại là giống như vừa bán vừa cho, Thực có thực giấy tế như tay. này nữa, ông có giấy tay vào trên cái sổ tổng có, thì vấn đề anh chị về đo vẽ lại cái giáp ranh thì có thể là làm sổ mới là tổng tích đất lại. Đúng rồi, mình sẽ hợp thửa được. Và thêm một cái nữa là nó liền ranh liền gốc với nhau gì nè, có giấy tờ của biên bản hợp gia tộc là không có cái chuyện tranh chấp, nên quý anh chị mình yên tâm phần đó ha. Rồi bây giờ em sẽ đi chi tiết nha. Nở vô đây cái đầu cái bụng nở ra là 18 m, đi thẳng vô luôn. Hồi nãy anh Phi đo là đi vô là 40 hả? 40 mét, 40 là chiều dài kia, nhưng mà cái đoạn này thì ngắn hơn đoạn vô Ở tới đây thì từng mình sẽ có một căn nhà đó. Quý anh chị mình thấy bên hông nó có một cái khoảng đất trống như vậy nè, một khoảng đất trống bự như vậy nè, đoạn rất vô là chắc rộng. cỡ 32 mét. Cái này mình vừa ở mà mình trồng cây, mình làm vườn ở đây rất là phù hợp luôn. Nãy em vô cái miếng cái miếng nhà vườn này cái rồi là em nói với anh Phi liền, miếng này mà làm nhà vườn là khá là ổn. Trong này đa số là cán bộ giáo viên ở không mà quý anh chị. Nguyên cái khu này là cái khu hẻm 90 đó. Nếu như mà quý anh chị mình cứ tìm hiểu hẻm 90 là dân cư trong này như thế nào là quý anh chị mình sẽ rõ liền. Và đây là căn nhà, tí xíu đó Ngọc sẽ đi chi tiết bên trong ha. Thì cái đường bên hông mình đi thẳng ra làm sao? Mình sẽ còn một cái cửa đi thông ra con đường khác nữa. Cái cửa đó là cái phần mặt tiền đường đó là của phần nhà mình luôn. Em sẽ chỉ rõ từng cái chi tiết như thế nào luôn. Đang mưa đó chàng ơi, sáng giờ hết mưa rồi, nắng hết nắng rồi mưa, kiểu này hơi về là nằm chèm bẹp nữa nè. Đó, con đường bên hông mình đi vô nè, phần này là cũng của nhà mình luôn, nói chung là gào ganh góc hết trơn rồi quý anh chị. Nè cái cửa này nè, cái cửa này đi ra phía sau mình còn một con đường. Nói chung mà cái con hẻm này nó giống như một cái mê cung gì đó, nó xuyên 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 nó ra mặt tiền đường của Hai Bà Trưng luôn. Đó. Thì ở đây nè cái miếng đất bự nè quý anh chị mình thấy ở đây có một cái bức tường nè, bức tường này của căn nhà thì là cũng cắt một phần đất nó ra làm cái căn nhà mặt tiền quay mặt cho bên đó đó. Cái bên đây thì của mình. À, phía sau mình còn khoảng hở nữa, khoảng hở tầm có chừng mét mét rưỡi. Bọc dài ra phía trước. Và em sẽ đi vô căn nhà nha. Tránh ra con. Con đi vô nhà đây để mưa ướt nhẹp hết trơn một hơi bệnh bây giờ nè, đi vô ngồi ở đây nè. Ngồi ở đây nè. Bây giờ thì em đi đi cửa bên hông vô luôn đi ha. Chờ cái trước đi mình cho nó đúng luôn cục. Con ngồi đó đi con để ướt. Căn nhà này của mình hướng trực diện là hướng đông nam đó quý anh chị. Căn này là làm nhà vườn là tuyệt vời luôn, 300 thổ cư là cái phần nguyên từ cái nhà này dài qua đó 12 m, chạy dài vô 25. Và đây căn nhà bên trong, nói chung là em thấy á, cái kết cấu của bên trong á cơ bản nó có sẵn
cái hiện trạng nó gì rồi. Thì nhà thì cũng đã xây xây dựng nó cũng hơi 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 lâu, thì em thấy tường nó cũng xuống cấp rồi, nó xuống cấp rồi. Cái này mình về mình xử lý đi quý anh chị ơi, mình xử lý lại. Do có bàn thờ nên mình né xíu anh chị. Nhà có một cái góc tâm linh ở phía trước nên em sẽ né. Nè, đi vô đây, cái khoảng trống bên hông của cái nhà mình rất là lớn. Nhà mình sẽ được hai phòng ngủ, một phòng ở đây, một phòng ở đây, nên nhà nói chung là cơ bản đã đang sử dụng qua sử dụng rồi nên nó xuống cấp, nên em sẽ bỏ qua cái chi tiết đó. Quý anh chị mình thiện chí thì em sẽ dẫn đi xem trực tiếp. Đây là cái khung bếp nè, ở phía sau này mình còn một cái khoảng để đồ, khoảng trống để đồ ở đây, nó giống như một cái gọi là cái nơi mà sinh hoạt rửa chén này phía sau được nữa đó. Bên đây là một cái nhà vệ sinh. Đó, trần cũng rất là cao, cái này về em thấy là xử lý lại, xử lý mình làm lại. Hỏi sao anh chủ nhà anh bán thì anh nói là có mình nên ảnh nào ảnh ở cái nhà bự quá, cái miếng đất bự quá nên ảnh bán cái này, rồi ảnh mua một cái vừa vừa nhỏ nhỏ khác ở. Ví dụ như bây giờ bán được thì mua, còn không quý anh chị mình có đất hay có nhà gì muốn đổi đó thì em sẽ thương lượng với ảnh nó coi có hai bên có đổi được với nhau không. Căn này thì chủ ảnh đang kêu là giá là 3 tỷ quý anh chị, 3 tỷ vẫn còn thương lượng, thì em thấy cái giá này là nó hợp lý, nó ổn đó, chứ nó không có cao đâu quý anh chị ơi, rất là ổn. Trong nội ô thành phố Gạch Giá mà một cái mảnh đất kiểu mô hình nhà vườn như vậy nè, mà gần 500 mét vuông mà giá này thì không có mắc, không có mắc nha. Thì bây giờ em sẽ nhờ anh Phi quay tổng thể là một cái nữa cho quý anh chị mình thêm xem rõ. Diện tích thì em cũng nói rõ trong clip hết trơn rồi, ganh gốc làm sao hoặc là bao tranh chấp như thế nào, thì giấy tờ ở đây em có giấy tờ phù hợp hết. Quý anh chị mình về thì có nhu cầu hợp thửa hay là đo vẽ lại thì mình làm lại thôi. Để đi ra đầu đường cho mọi người xem. Dạ. Khu này biệt thự khá nhiều. Này khu dân cư hẻm 90 Vĩnh Kim. Anh chị thấy xung quanh mình toàn biệt thự không á? Dạ. Trước đó là dạ, có hồ bơi đó anh chị. Mà hồ bơi giờ dẹp rồi. À, thấy biệt thự rất nhiều quá. Ở đây thì ô tô vô tư anh chị. Đường lớn, đường lộ nhựa luôn. Có đầu hẻm Nguyên Kim hơi nhỏ chút nhưng mà đi ô tô bình thường anh chị. Hôm nay mình đang là biệt thự thôi. Đó. Bên phải mình trước mặt là sân tennis. Dân cư đông lắm chị. Cái này nó thông qua đường Hai Bà Trưng, chỗ chợ nông sản này nọ đó anh chị. Căn này nó thật ra là giá này mình thấy nó khá ok, về cần mình làm một sửa là cái nhà cho đẹp lên là nó ở được anh chị. Diện tích khá rộng. Có 500 mét vuông. Đây sân tennis anh chị. Vô tư quay đầu xe anh chị. Rồi anh chị quan tâm thì liên hệ với em Phi Diễm Ngọc để xin clip anh chị.